Xin chào anh chị nhà đầu tư. Sau đây AZFIN sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác nạp tiền vào tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán Smart Invest. Đầu tiên, anh chị mở ứng dụng chứng khoán lên, chọn vào thanh mục trên cùng bên phải. Anh chị chọn tiếp mục giao dịch tiền. Sau đó, chọn mục hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản. Tại đây, anh chị chọn số tài khoản tương ứng mà mình mong muốn nộp vào. Với tiểu khoản NM chính là tiểu khoản thông thường và MG là tiểu khoản margin. Sau đó anh chị chọn ngân hàng mình mong muốn. Sau khi anh chị chọn ngân hàng, hệ thống sẽ tự động tạo thông tin cho anh chị. Anh chị chỉ việc copy nội dung bằng cách nhấn vào biểu tượng hình chữ nhật M phía bên tay phải. Chuyển sang ứng dụng ngân hàng, anh chị chọn chuyển tiền. Lựa chọn ngân hàng mình mong muốn. Anh chị dán số tài khoản mà mình đã copy ở bên ứng dụng AIS. Sau đó điền số tiền mà mình mong muốn chuyển khoản. Sau khi điền xong, anh chị quay lại ứng dụng AIS và copy nội dung chuyển khoản. Anh chị kiểm tra lại thông tin một lần nữa, nếu thông tin là chính xác, anh chị tiếp tục thao tác giống như chuyển khoản thông thường.